Biết ơn các anh chị em đã theo dõi trên kênh YouTube trong thời gian vừa qua và rất là nhiều các cái câu hỏi dành cho chúng tôi. Và có một cái dòng sản phẩm anh chị đang dùng hiện nay là chống ánh sáng xanh. Hầu như là ai chúng ta cũng đang có một chiếc điện thoại và làm việc trên máy tính, di chuyển ra ngoài đường, thì đó là những cái có hại cho đôi mắt của chúng ta bởi những cái tia từ các nguồn thiết bị đấy. Thì để bảo vệ cái đó thì chúng ta có nhiều cách. Tuy nhiên là cái đôi mắt kính là cái điều dễ dàng và dễ sử dụng, nên các anh chị đã dùng chống ánh sáng xanh để hỗ trợ cho đôi mắt của mình. Và đặc biệt một số anh chị em đang làm việc ở trên cái phần mềm giống như là công việc là LT hay là các cái lập trình, thì chúng ta rất là quan trọng với đôi mắt, vì đôi mắt chúng ta làm việc có thể là rất là nhiều giờ đêm. Thì anh chị đang dùng với cái dòng chống ánh sáng xanh của Pháp nổi tiếng là Reventia. Tuy nhiên là hiện nay có một cái dòng mới, thì đó là dòng nào và ta nên chọn dòng mới hay dòng cũ? Thế tại sao, có cái gì thay đổi, có cái gì chưa đẹp, có gì chưa đúng ý mà lại có dòng sản phẩm mới ra thay thế? Thế thì đứng ở giữa phân vân thì chúng ta nên chọn cái nào? Thì nhiều câu hỏi cho chúng tôi, thì chúng tôi khuyên các anh chị dùng. Tuy nhiên là chúng ta cũng quá nhiều người hỏi nên video này xuất hiện để các anh chị hiểu rõ thêm. Đây là trên tay tôi đang cầm hai cái sản phẩm của Pháp. Một là cái dòng Reventia. Đây, trước đây thì chúng ta đã quen với cái dòng này rồi và hiểu rõ về cái sản phẩm này. Tuy nhiên là hiện nay ra cái dòng này mới ra hiện nay, thì chúng ta có cái gì để tham khảo hay không? Thì chúng ta cùng tham khảo hai cái dòng này xem điểm mạnh, điểm yếu của nó là gì. Đầu tiên chúng ta cũng thấy là chống được tia UV, có luôn, chống được ánh sáng xanh, có, rồi ít bám vân tay, cũng có, rồi ít chảy, cũng có, rồi còn gì nữa, chống bám hơi nước, đều có luôn. Thế thì điều gì, giá hai cái bằng nhau, có cái gì để nói, đúng không ạ? Nhưng có điều đặc biệt ở đây, điều đặc biệt ở chỗ này, thế chúng ta thấy cái điều đặc biệt nào mà quan trọng đối với chúng ta và cái điều nào chưa được? Thế thì tại sao đang dùng cái sản phẩm này mà bây giờ nó lại ra sản phẩm này? Thế là điều gì dẫn đến? Thế thì chúng ta có một cái yếu điểm để chúng ta xem nhá. Đầu tiên mà chúng ta làm mà chúng ta chưa hiểu chỗ này thì chắc chắn là chúng ta đang bị lỗ. Vì cái này nó rất là dễ bị chảy. Rất dễ bị chảy. Nên có một số anh chị đeo rồi sẽ thấy điều này. Khi mà nó chảy chúng ta không có làm cách nào hết rồi, chúng ta phải thay lại mới. Nhưng mà được cái ngược lại thì cái màu nó đẹp, ở phía ngoài nhìn nó đẹp, nó long lanh, màu tím và cái màu gọi là màu danh vọng, màu sang trọng. Đấy, thì là cái sản phẩm này có. Thế thì ngược lại thì dòng này cái màu nó chưa đẹp. Đấy. Màu nó nhìn nó giống như một cái sản phẩm thông thường. Rồi, nhưng nó thêm một phần nữa là ít chảy, hầu như này nó nâng cấp lên gấp 3 lần giảm chảy. Này chỉ có 2 lần thôi, nên một số anh chị dùng mà dễ va đập bị chảy thì chúng ta nên chọn cái này. Mà một số anh chị dùng mà muốn cho nó đẹp, muốn cho sang và nó quen với đôi mắt của chúng ta thường ngày dùng thì vẫn chọn cái này. Thế bây giờ trong này chúng ta đang nói thì chúng ta khui ra để chúng ta hiểu thêm nó có cái gì và nó khác nhau làm sao, nhìn thực tế nó sẽ hay hơn anh chị. Rồi, tôi đọc sơ qua một cái thông tin vài cái chi tiết để giúp cho anh chị hiểu rõ thêm. Nó cũng là một cái tròng kính chống ánh sáng xanh với tên gọi hai cái khác nhau một chút là Rairo Rock và bên đây là Rairo Reventia. Đó, hai tên khác nhau thôi. Rồi, tròng kính nó cũng có hạn chế bấm vân tay, hạn chế chảy vân vân, đều đầy đủ giống nhau. Giá thì hầu như tuyệt vời, 1.240.000 giống nhau hết. Khui ra nhá, còn mới toanh luôn, khui ra để giúp cho chúng ta biết rằng đây là một trong những cái dòng mới. Đấy, nó cũng thiết kế y chang như bên kia. Đấy, đây, chúng ta sẽ thấy được thiết kế hầu như là giống nhau, nhìn bề ngoài sơ qua chúng ta thấy giống nhau. Rồi, chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn cái tanh. Đấy, chúng ta thấy không? Bên này thì nó màu tím tím, còn bên này nó màu trong xanh, hai cái này. Đấy, độ mỏng thì gần như là giống nhau hết. Rồi, bề mặt. Đấy. Rồi, gỡ cái này ra cho chúng ta nhìn thấy nó chi tiết hơn.
Đấy, chúng ta sẽ thấy không? Nhìn cái này nó giống như trồng thông thường, trồng tiêu UV, còn này nó xanh tím rõ ràng khác biệt nhau. Đấy. Nếu chụp hình lên chúng ta thấy cái này nó nhìn nó nét, nó sang, nhìn nó lịch sự hơn. Còn chụp hình lên cái này giống như bình thường. Tuy nhiên là đeo lên thì hai cái mắt nó dịu, hầu như là giống nhau. Đó, chúng ta thấy không? Rồi, để mà khi mà chúng ta thấy được cái sự khác biệt chỉ khi trải nghiệm thôi, anh chị ạ. Chỉ khi trải nghiệm, thì khi trải nghiệm chúng ta sẽ thấy được. Và cái này mục đích ra để bảo vệ chống chảy gấp 3 lần. Anh chị nhớ cái điểm này, bảo vệ chống chảy gấp 3 lần. Cái này sinh ra để bảo vệ chống ánh sáng xanh là chính, nên chưa có liên quan đến cái độ chảy. Thế nên là cái phần này nó sẽ dễ bị chảy hơn, còn này nó chống chảy cao hơn. Rồi thì chúng ta sẽ thấy là tại sao cái này nó lại có được cái chống chảy cao hơn. Thì cái này á, là cái chất liệu được trộn sẵn với cái độ chống chảy nên nó sẽ giảm chảy cao. Còn cái này là công nghệ phủ cái lớp chống chảy lên, chống ánh sáng xanh lên, nên nó nằm ở phía ngoài nên nó dễ bị chảy hơn. Hãy chúng ta thấy là hai cái nó khác biệt không? Cải tiến để làm tốt hơn, cải tiến để làm tốt hơn. Nên các anh chị đang dùng sản phẩm này có thể trải nghiệm thêm dòng sản phẩm này để hiểu thêm nó chức năng là như thế nào. Và chúng ta trải nghiệm rồi chúng ta mới thấy được cái thực sự của nó còn hầu như là gần giống nhau. Thì muốn đẹp hơn thì chúng ta cứ chọn tiếp tục cái này chúng ta dùng nha anh chị. Còn nếu mà chúng ta muốn nó chống chảy cao thì ta dùng cái này. Vì cái nào nó cũng bảo vệ hầu như giống nhau. Đó, chúng ta thấy không? Nên các anh chị đang dùng cái này bấy lâu nay giờ phân vân muốn sản phẩm mới để trải nghiệm thì vẫn cứ mạnh dạn thôi, không có vấn đề gì. Này là dốc, nó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm khác biệt. Và tương lai nhá, tương lai thì sản phẩm này sẽ được trụ ở trên thị trường lâu dài hơn và bền vững hơn, vì đã ra một cái chức năng mới để thay thế cái dòng này. Chỉ tuy chưa đẹp nhưng có độ bền rất cao, nên chúng ta cứ trải nghiệm để chúng ta thấy được rõ ràng hơn. Các anh chị thấy rồi đấy, Hòa rất là kỹ ở phần này để giúp cho anh chị hiểu rõ thêm là tại sao lại làm như thế này. Vì muốn cho anh chị thấy được rằng là cái tốc độ bay hơi của cái dòng rốc so với dòng Duven thì cái nào nó bay nhanh hơn. Sau khi mình test thì mình thấy cái dòng rốc nó bay nhanh hơn anh chị ạ. Đây, tốc độ bay rất là nhanh. Này, chậm hơn một chút xíu. Rồi, cái logo in chìm có luôn. Hà hơi nên thấy cái logo in chìm. Là chữ Rai rồi. Rồi, thêm một cái nữa là chúng ta đặt lên đây, chúng ta vẽ cái mực này xem coi cái nào nó có dấu mực nhiều hơn. Đây, chúng ta vẽ đây. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy được là hai cái này nó khác nhau như thế nào. Đấy. Đây. Chúng ta trải nghiệm rõ luôn. Với dấu mực thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái thằng Revensia phủ chống ánh sáng xanh ở phía ngoài, mực nó in nhiều hơn, bám mực nhiều hơn. Còn cái rằng dốc phủ bên trong thì cái mực nó bám ít hơn và hầu như là nhìn nó rất là mờ. Nên trường hợp này là có thể bước đầu tiên nên chọn dốc để cho mình có một cái trải nghiệm đặc biệt hơn là cái thằng Revensia. Đấy là cái gì chính Hòa nhìn thấy, nên các anh chị sẽ có một cái lựa chọn dễ dàng hơn, đúng không ạ? Nên xin mời anh chị chọn dốc hay chọn Duven, tùy theo anh chị. Giá giống nhau, thương hiệu đều giống nhau, tất cả đều như là hầu như có cái gì Hòa chia sẻ hết giúp cho anh chị hiểu rõ thêm. Nên chọn chống ánh sáng xanh của dốc hay chống ánh sáng xanh của Duvencia, tùy theo các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.